vị, hôm nay thứ Ba ngày 16 tháng 6 năm 2020. Bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành, Tân Thạnh. Hạn chế tình trạng cào bằng trong hỗ trợ doanh nghiệp. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố giảm số lượng binh sĩ Mỹ tại Đức. Sáng nay ngày 16 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Thạnh cho ý kiến về nội dung nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Văn Trạch, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành, Tân Thạnh trình bày nội dung công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo văn kiện trình đại hội. Đa số các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung chương trình Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành và Tân Thạnh. Các bước xây dựng văn kiện của Đảng bộ huyện đã bám sát hướng dẫn của tỉnh ủy. Tuy nhiên, các đại biểu cũng có một số ý kiến góp ý cụ thể chi tiết và bố cục nội dung, kết cấu, ngôn ngữ văn phong của dự thảo văn kiện, đồng thời đóng góp bổ sung thêm một số nội dung báo cáo chính trị như xem xét điều chỉnh nội dung một số chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020-2025 sát thực tiễn địa phương, nhất là giải pháp thực hiện. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Trạch, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành, Tân Thạnh cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi làm việc, qua đó cần lựa chọn xem xét bổ sung sửa đổi phù hợp, đặc biệt phải nêu bật các điểm nhấn về thành tựu của địa phương trong nhiệm kỳ qua, phân tích kỹ thêm nguyên nhân của những tồn tại hạn chế. Về xây dựng đảng phải nêu bật kết quả thực hiện đề án 02 của tỉnh ủy. Về mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cần xác định đầy đủ tiềm năng lợi thế của địa phương cho nhiệm kỳ mới. Trong đó tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, liên kết 4 nhà, quan tâm xây dựng các tổ hợp tác xã, thành lập các hợp tác xã điểm. Bên cạnh đó, chú trọng tăng cường cải cách hành chính. Riêng huyện Tân Thạnh, đồng chí Bí thư lưu ý, cần tăng cường hơn nữa đoàn kết nội bộ, quan tâm phát triển vùng lúa chất lượng cao. Đối với huyện Châu Thành, cần xem xét đến việc phát triển dịch vụ, công nghiệp chế biến nông sản, xây dựng vùng chuyên canh thanh long kết hợp phát triển du lịch. Chiều nay 16 tháng 6 năm 2020, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm đánh giá rút kinh nghiệm đại hội điểm đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Rạnh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị. Đảng bộ huyện Cần Giuộc được chọn làm điểm của tỉnh, đại hội trực tiếp bầu bí thư, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự kiểm tra đôn đốc hướng dẫn kịp thời của các ban xây dựng đảng và văn phòng tỉnh ủy, sự tập trung chuẩn bị công phu kỹ lưỡng góp phần làm nên thành công cho đại hội. Đại biểu dự đại hội chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế đại hội, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng và báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, chương trình hành động, văn kiện của cấp trên, đề án nhân sự ban chấp hành, đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ tỉnh và thực hiện đầy đủ quyền trách nhiệm trong bầu cử. Qua đó, bầu đủ số lượng ban chấp hành đảng bộ huyện, đảm bảo tỷ lệ nữ trúng cử và tỷ lệ trẻ theo quy định. Tuy nhiên, hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế của đại hội trong công tác tổ chức điều hành, nội dung, nhân sự, hoạt động bầu cử để các đơn vị rút kinh nghiệm, thống nhất chung khi tiến hành đại hội đảng bộ cấp huyện. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Trạch đề nghị các đơn vị địa phương chuẩn bị tiến hành đại hội, khẩn trương hoàn thiện báo cáo chính trị, chú trọng đánh giá các lĩnh vực, phân tích tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, dự báo tình hình, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới, đồng thời thực hiện tốt công tác nhân sự, rà soát đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết vụ việc ở cơ sở. Ông cũng lưu ý các địa phương, công tác chuẩn bị đại hội phải đi đôi với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là sau ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Chiều ngày 15 tháng 6, 2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được cùng ông Tô Hòa Bình, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Bến Lức, đã có buổi tiếp xúc với hơn 50 cử tri của xã Thạnh Lợi trước kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh, khóa 9.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri phát biểu 8 ý kiến xoay quanh các vấn đề về chính sách người có công, đường giao thông nông thôn, hệ thống chiếu sáng, ô nhiễm môi trường. Cụ thể, cử tri kiến nghị tỉnh đề nghị về trên xem lại hệ thống chiếu sáng trên cầu Đức Hòa vì lắp đặt đã lâu nhưng không đưa vào hoạt động. Cần nâng cấp, mở rộng quốc lộ N2 để giảm thiểu tình trạng kẹt xe vào các dịp lễ Tết. Các công trình và kiến trúc che chắn tầm nhìn tại chốt đèn tín hiệu giao thông giữa quốc lộ N2 và đường tỉnh 816 gây nguy hiểm cho người đi đường. Cần lắp đặt các biển báo và gờ giảm tốc trên đường tỉnh 816 tại các khu đông dân cư. Đề nghị điều chỉnh tăng mức trợ cấp cho gia đình chính sách người có công vào dịp 27 tháng 7 và dịp Tết Nguyên đán. Đề nghị ngành điện lực tiếp tục hạ thế lưới điện tại các nơi thuộc vùng sâu của xã. Đại diện lãnh đạo huyện, xã đã trả lời thỏa đáng thuộc thẩm quyền các ý kiến kiến nghị của cử tri. Các ý kiến chưa trả lời tại kỳ họp được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và sẽ kiến nghị lên Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 20 sắp tới. Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An tiếp xúc với cử tri phường 1, phường 3, phường 7 và xã Bình Tâm, thành phố Tân An trước kỳ họp lần thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ việc nhiều tuyến đường thành phố bị ngập nước cục bộ ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như việc đi lại của người dân, nhất là vào mùa mưa hay lúc thủy triều. Do đó, cử tri kiến nghị nên được duy tu sửa chữa để hạn chế tình trạng trên. Ngoài ra, một số cử tri cũng quan tâm đến việc giám sát các công ty tư nhân trên địa bàn trong công tác đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho công nhân lao động. Bên cạnh đó, cử tri phường 1 bức xúc trước tình trạng đậu đổ ô tô trên vỉa hè, dưới lòng đường gây cản trở giao thông, đồng thời đề nghị ngành chức năng cần có biện pháp xử lý để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, trật tự mỹ quan đô thị. Những ý kiến kiến nghị của cử tri là vô cùng chính đáng và bức thiết. Đại diện ngành chức năng thành phố đã giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ phản ánh lại trong kỳ họp sắp tới và sẽ có câu trả lời cho bà con trong những kỳ họp sau. Sáng nay 16 tháng 6, 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Thanh Long, Châu Thành, Long An. Hội thảo đã được nghe Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Sở hữu trí tuệ giới thiệu dự thảo quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý Châu Thành Long An dùng cho sản phẩm của Thanh Long Long An, hướng dẫn về thủ tục trao và thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, dự thảo hướng dẫn về thực hiện hoạt động kiểm soát việc sử dụng chỉ dẫn địa lý, đề xuất phương án và lệ phí liên quan trong hoạt động sử dụng chỉ dẫn địa lý. Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã thảo luận góp ý hoàn thiện quy chế quản lý và sử dụng địa lý đại lý Thanh Long Châu Thành, trong đó tập trung nhiều tem và logo chỉ dẫn địa lý. Thanh Long Châu Thành là một trong những sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường của tỉnh, với diện tích hơn 11.000 ha, trong đó huyện Châu Thành là 9.100 ha, với gần 600 ha đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là Trung Quốc với 80%, sản lượng hàng năm gần 300.000 tấn một năm. Hiện nay, sản phẩm từ Thanh Long có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chỉ dẫn địa lý là thông tin về nguồn gốc của hàng hóa, là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể, với các tiêu chí đặc thù về chất lượng, uy tín hoặc đặc tính riêng. Chiều nay 16 tháng 6 năm 2020, Chi hội Điện ảnh Truyền hình thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Long An tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Chi hội Điện ảnh Truyền hình hiện có 24 hội viên là cán bộ quản lý và công tác chuyên môn tại các phòng ban trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Mặc dù có những khó khăn do vừa làm công tác chuyên ngành tại cơ quan, nhưng trong nhiệm kỳ qua, hội viên chi hội đã nhiệt tình, tích cực tham gia sinh hoạt và hoàn thành tốt công tác hội. Với đặc điểm của tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp và hoạt động sáng tạo trên lĩnh vực nghệ thuật, ngoài việc được quán triệt quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về văn hóa, văn nghệ, văn học nghệ thuật, hội viên chi hội Điện ảnh Truyền hình cũng được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để học tập, trao dồi chuyên môn, nghiệp vụ về biên tập, quay phim, dựng phim, âm thanh, ánh sáng và công tác hậu kỳ phim ảnh, nhằm tạo ra sản phẩm phóng sự, phim tài liệu chất lượng cao về nội dung lẫn hình thức thể hiện, gần gũi phản ánh tâm tư nguyện vọng nhân dân, phục vụ nhân dân với các tác phẩm mang tính thẩm mỹ, giáo dục, nhân văn. Đại hội Chi hội Điện ảnh Truyền hình thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Long An đã bầu ra ban chấp hành gồm 3 thành viên, gồm chi hội trưởng, phó chi hội trưởng và ủy viên ban chấp hành cho hoạt động chi hội nhiệm kỳ 2020-2025.
Giới trẻ khuyết tật thì kỹ năng sống độc lập có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với gia đình trẻ mà cả đối với cộng đồng xã hội. Chính vì vậy, trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Long An đặc biệt quan tâm đến việc dạy kỹ năng sống nhằm giúp trẻ khuyết tật sớm hòa nhập cộng đồng. Công tác giáo dục kỹ năng sống đối với loại hình trường chuyên biệt như trường khuyết tật được Bộ Giáo dục Đào tạo quy định bắt buộc và là một phần đặc biệt quan trọng trong chương trình giáo dục cho các em. Các học sinh được giáo dục ở 3 phân môn: giáo dục kỹ năng xã hội, kỹ năng giao tiếp và đặc biệt là kỹ năng tự phục vụ. Theo đó, giáo viên dạy trẻ biết quan sát và làm theo hướng dẫn của người lớn trong các công việc nhỏ hàng ngày như làm việc nhà, nấu ăn, trồng cây xanh, đi xe buýt, sử dụng thiết bị điện, tham gia sinh hoạt tập thể, nhằm giúp các em có được hiểu biết cơ bản để tránh một số nguy hại khi tham gia học tập cũng như tham gia sống với cộng đồng xã hội. Mình thấy được cái vai trò của cái việc giáo dục kỹ năng sống cho các em rất là quan trọng. Thì bên cạnh là việc các lớp đã dạy kỹ năng sống ở trong lớp riêng rồi, thì bên chi đoàn còn tổ chức thêm cái hoạt động là dạy kỹ năng sống cho các em học sinh. Ví dụ như là dạy về an toàn về điện, là làm lồng đèn, làm thiệp, hoặc là giáo dục giới tính cho những cái em mà đến tuổi dậy thì. So với cái ngày mới vào trường đó, thì một số em cứ ngỡ là cái việc đó là của giáo viên hay nhân viên, hoặc là của gia đình, hoặc là của các thành viên khác, mà không có nghĩ là cái việc đó là mình có trách nhiệm phải làm. Tuy nhiên thì cùng với cái hình ảnh thực tế và cái hoạt động mà cô giáo giảng dạy ra lớp, rồi các hoạt động mà nhà trường tổ chức, thì dần hình thành cho các em có được các cái kỹ năng cơ bản. Không có giống như cái ngày đầu mới vào trường là các em làm theo cái ý muốn của mình. Các kỹ năng sống độc lập sẽ là thước đo để cha mẹ nhận ra được mức độ, tiến bộ, trưởng thành của con em mình. Theo đó, trẻ có thể tham gia vào các hoạt động có tính chất xã hội như hoạt động sinh hoạt trong gia đình, lớp học, hoạt động giao thông, hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động nghề nghiệp và dần tạo nên khả năng sống độc lập của trẻ. Em vừa học nấu đập bánh, đồ tích, nấu sạch. Nấu ợp dạ ờ chứ chứ rồi là nguyễn à bị à chụp lạp nguyễn à chứ chứ dạ ờ nấu ợp nấu cháo chưa ba mẹ à lấy chúa chưa chưa ba mẹ ứa mẹ bị bệnh. Mình thấy về cái ý thức cá nhân của các em cũng có cái phần cao hơn. Phụ huynh ở nhà thì thường là làm hết cho trẻ, thì khi mà mình dạy kỹ năng sống như vậy thì các em có thể tự làm, tự phục vụ cái nhu cầu cơ bản của mình. Khi được trang bị các kỹ năng sống độc lập, trẻ khuyết tật có khả năng tự mình bảo đảm được những nhu cầu cơ bản để tồn tại, là hành trang bổ ích để trẻ khuyết tật bước vào đời và tự tin hòa nhập vào cộng đồng xã hội, tạo nên cuộc sống an toàn, hạnh phúc và hữu ích. Chuyển sang phần tin trong nước. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, sáng ngày 16 tháng 6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Thảo luận tại hội trường, đa số các đại biểu thống nhất với tờ trình của chính phủ về việc ban hành nghị quyết nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác theo hướng kịp thời, đúng đối tượng, nhằm đạt được mục tiêu về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của ngân sách nhà nước. Nhiều ý kiến cho rằng nên mở rộng đối tượng hỗ trợ ra cả doanh nghiệp nhỏ và vừa, bởi doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đến 97% tổng số doanh nghiệp, đóng góp trên 45% GDP, tạo việc làm cho 51% lao động. Do đó, nhóm doanh nghiệp này đóng vai trò hết sức quan trọng với nền kinh tế. Bên cạnh đó, đây cũng là những doanh nghiệp còn yếu và thiếu toàn diện về nguồn lực tài chính, khoa học công nghệ, năng lực quản lý và khả năng tiếp cận tín dụng. Các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư ở Việt Nam rất mong có công nghiệp hỗ trợ, nhưng họ không thể tìm được doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam để tham gia vào. Và tất cả các linh kiện họ phải nhập từ chính quốc hoặc ở các nước khác. Chúng ta biết như vậy, nhưng chúng ta không làm gì được để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam của chúng ta phát triển. Đến bây giờ, tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng vật lộn, đơn lẻ, chưa tham gia được vào chuỗi cung ứng. Vậy tại sao chúng ta lại băn khoăn không hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ lúc này?
Dù đồng tình với chủ trương giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, song cũng có ý kiến cho rằng việc áp dụng giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 100 người sẽ dẫn đến tình trạng cào bằng. Việc áp dụng như đã nêu trên sẽ tạo ra chính sách cào bằng chung, cả mè một lứa, không công bằng đối với tình hình thực tiễn khác nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, cần thiết phải đánh giá và thẩm định đầy đủ, rõ ràng của từng doanh nghiệp, từng ngành hàng dịch vụ sản xuất kinh doanh về doanh thu, về lao động cụ thể và thiệt hại thực tế do ảnh hưởng dịch bệnh COVID gây ra. Cũng trong phiên thảo luận sáng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã tham gia giải trình, làm rõ một số ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Kết thúc phần làm việc tại hội trường, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án luật biên phòng.